Bác Thiên về Việt Nam, Angelina Jolie ngăn cản không cho gia đình mẹ ruột đoàn tụ cùng cháu ngoại. Được cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì Hollywood nhận nuôi, Bác Thiên Jolie biết tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, được cho là một trong những đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Từ cậu bé không cha không mẹ nuôi nấng, cuộc sống của Bác Thiên thay đổi một cách ngoạn mục. Chính tình yêu thương của Angelina Jolie và Brad Pitt đã khiến sự bất hạnh của Bác Thiên biến mất, trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giờ đây, sau nhiều năm chung sống cùng người mẹ nổi tiếng, Bác hiện tại đã là chàng trai 20 tuổi trưởng thành đỉnh đạt và trở thành chỗ dựa của cả gia đình. Bên cạnh đó, cậu còn đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn, chịu trách nhiệm chụp ảnh hậu trường qua những video cho mẹ Angelina Jolie. Tuy nhiên, dù được Angelina Jolie yêu thương là vậy, nhưng Bác Thiên lại không được thừa kế khối tài sản khổng lồ của mẹ. Khối tài sản trị giá hơn 116 triệu đô la Mỹ, khoảng 2.728 tỷ đồng, đã được nữ diễn viên để lại toàn bộ cho con trai nuôi gốc Campuchia Maddox. Ngay cả ba con ruột là Silo và cặp song sinh North Vivine cũng không nằm trong danh sách. Truyền thông quốc tế đưa tin quá khứ bất hảo của mẹ ruột Bác Thiên là một trong số những lý do khiến anh chàng không được nhận tài sản của mẹ nuôi. Theo báo chí đưa tin, mẹ ruột Bác Thiên ở thời điểm sinh cậu bé vốn sống ăn chơi và sa đọa trong chất cấm. Chị nhập viện trong tình trạng không có tiền và sẵn sàng bỏ con trai sinh non nặng 2kg tại bệnh viện. Sau đó, Bác đã được đưa đến một trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi tại thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc. Và chính nơi này, cơ duyên đã đưa Bác Thiên gặp được cặp vợ chồng đình đám Hollywood vào năm 2007. Bức ảnh đầu tiên của quý tử gốc Việt nhà Angelina Jolie và Brad Pitt từng được bán độc quyền cho tờ People với giá 7 triệu đô la Mỹ, khoảng 165 tỷ đồng hiện tại. Đến năm 2011, Bác Thiên được về thăm quê hương Việt Nam như lời Angelina đã hứa. Tất cả các thành viên trong gia đình gồm Brad Pitt, Angelina, Maddox, Zahara, Silo, Bác Thiên và cặp song sinh North Vivine rất vui khi thăm Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến đi của họ được yêu cầu bảo mật nên lịch trình không thể tiết lộ. Một nguồn tin tiết lộ trên US Magazine rằng bà nhàn mong được gặp lại cháu ngoại Bác Thiên sau nhiều năm Bác sống ở nước ngoài và Angelina Jolie đã cho bà được toại nguyện. Nguồn tin này cũng cho biết cặp vợ chồng quyền lực của Hollywood đã sắp xếp cho bà nhàn tới thăm cháu tại resort Six Senses trên côn đảo. Đây là một thông tin gây bất ngờ bởi trong suốt chuyến đi từ 11 đến 16 tháng 11, các paparazzi Việt Nam không thể săn được bất kỳ hình ảnh nào cho thấy Bác Thiên đoàn tụ với bà ngoại. Gia đình Angelina Brad dành trọn kỳ nghỉ ở côn đảo và bay sang Hàn Quốc ngay khi trở lại đất liền hôm 16 tháng 11. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Angelina cho Bác Thiên tới thăm trung tâm Tam Bình, trạm trẻ mồ côi Bác từng sống trước đây hay qua thăm ông bà ngoại ruột. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng cuộc hội ngộ này diễn ra vào hôm 13 tháng 11, lúc Angelina và Brad đi thăm khu chuồng cọp. Khi đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cặp sau này và tạo điều kiện cho bà cháu Bác Thiên có sự riêng tư, không bị làm phiền trong khu resort. US Magazine cũng khẳng định nắm giữ thông tin độc quyền về cuộc gặp này và sẽ sớm tiết lộ với công chúng. Tuy nhiên, bà ngoại của cậu bé khẳng định bà không hề được ra đảo để gặp lại cháu. Bà cũng cho biết trong chuyến lần đầu về thăm quê, Bác Thiên không gặp gỡ lại các thành viên của gia đình cũ. Bà chia sẻ thêm những thông tin chưa chính xác về gia đình cũ Bác Thiên do tờ News of World đăng tải trước đây như mẹ Bác Thiên đòi lại con là không đúng, khiến gia đình rất buồn. Trước đó, trong thời gian đại gia đình của ngôi sao Hollywood lưu lại Việt Nam, theo nguồn tin riêng của VN Express, ông bà ngoại Bác Thiên bày tỏ nếu cậu bé ghé thăm Tam Bình, họ hy vọng có thể đến thăm cháu sau bao nhiêu năm xa cách. Đầu năm nay, Angelina cũng tâm sự trên Financial Times rằng cô và người tình Brad Pitt luôn giáo dục các con nuôi không được quên cội nguồn, nơi sinh ra chúng. Các con tôi đều được học về nền văn hóa riêng của nơi mà chúng đến. Chúng có những lá cờ riêng gắn trên giường và tất cả đều lấy làm tự hào vì điều đó.